Thời gian gần đây thì là cái Facebook cá nhân của mình bị tấn công các bạn ơi, rất là dữ dội luôn bởi một số bạn fan ấy. Nói là tấn công thì thôi chứ thật ra là các bạn quan tâm mình rất là nhiều, nhắn tin Facebook riêng cho mình hỏi mình một câu rất là y chang nhau, thì chính là tại sao gần cả tháng nay rồi em không thấy anh ra video mới vậy. Dạ, xin lỗi các bạn vì đã lặng một khoảng thời gian rất là lâu. Và video này mình sẽ giải đáp cái thắc mắc to lớn đó của các bạn, cũng như là mình sẽ thông báo cho bạn biết một cái tin cũng rất là buồn luôn. Và nếu bạn đã đọc cái điều đề của video thì đúng rồi đó, mình sẽ rời khỏi Nấp Team. Mình là Happy Gamer, một thành viên của Nấp Team. Và đây là video thông báo, cho nên là hy vọng các bạn sẽ ngồi đây và xem hết video này và nghe kỹ những gì mình nói, chỉ dành cho những bạn quan tâm đến mình cũng như là tập thể Nấp Team. Ok, không dài dòng và tốn thời gian của các bạn nữa ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thông báo. Yo. Ok, điều đầu tiên đây chính là mình rời khỏi Nấp Team. Đúng các bạn ơi, thật sự là mình sẽ không làm việc với Nấp Team nữa. Nhưng mà trước khi trả lời cái thắc mắc và cái câu hỏi này thì là mình phải đính chính cho bạn biết một cái điều, là chính là mình với Nấp Team vẫn là anh em tốt với nhau, thân thiết với nhau, chứ không hề có cái chuyện là bọn mình cãi nhau xong rồi xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau rồi đâm ra ghét nhau xong rồi không chơi với nhau nữa, thì không hề có nha các bạn ơi. Cho nên là các bạn đừng hiểu lầm. Đấy, mình với Nấp Team vẫn là anh em thân thiết với nhau như bình thường thôi. Đấy, thế thì cái nguyên nhân tại sao mình lại rời khỏi Nấp Team đúng không? Rồi ok, bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi đó cho các bạn nha. Lý do nó nằm ở bản thân mình, cụ thể hơn là về sức khỏe của mình. Nghe thì có vẻ sẽ hơi xàm xí một tí, nhưng mà mình mong là các bạn sẽ hiểu cho mình và không nghĩ này kia, nghĩ sai về mình thì mình rất là buồn. Đấy, mình đang bị một cái căn bệnh, đấy chính là viêm bao tử. Các bạn nghe kỹ nha, đấy chính là viêm bao tử. Nghe thì có vẻ nó khá là bình thường đó, nhưng mà cái căn bệnh này đã đi theo mình cũng phải mấy năm nay, nó không hết được các bạn ơi. Nó có thể hết một thời gian nhưng mà sau này nó vẫn hơi tái phát các bạn ạ. Và thêm một cái combo nữa, đấy chính là mình cũng đang bị suy dinh dưỡng từ nhỏ luôn rồi. Và hai thứ này mà kết hợp lại với nhau thì đó là một cái gì đó rất là kinh khủng. Nghe thì bình thường á, đây để mình miêu tả một tí ha, thì viêm nó giống như là các bạn chạy xong bạn té đi, xong rồi bạn bị chảy xước ngay đầu gối, xong ra máu này kia ở đầu gối đi, thì có thể là nó khá là bình thường, nó không gì gọi là ghê gớm cả đâu. Nhưng mà lần này á thì là các bạn bị xước, bị chảy ngay chính trong cái bao tử luôn đó, cho nên được gọi là bị viêm loét bao tử các bạn ạ. Đấy, nghe các bạn nghe thử thôi, không biết các bạn có thấy ghê gớm hay chưa, nhưng mà bạn cứ đi hỏi bất kỳ ai bị cái bệnh này á, bị cái viêm bao tử á, xong rồi lại nó hỏi nó, ây dâu mày hồi lúc bị viêm bao tử đúng không? Thế thì cái lúc nội soi mình có cảm giác như thế nào giờ? Đấy, xong rồi lúc đây cái thằng đấy nó trả lời cho bạn biết là cái này nó kinh khủng như thế nào luôn. Và cái nguyên nhân mà dẫn đến cái căn bệnh này nó sẽ nằm ở cách của các bạn sống như thế nào. Thì mình sống khá là kiểu kẻ ngăn thôi các bạn ơi. Và đi song song với cái chuyện mà bỏ bụng đói thì là cái axit tiêu hóa hay là axit gì trong dạ dày nó tiết ra để mà nó hấp thụ hay nó tiêu hóa gì cái thức ăn trong bụng đó các bạn ơi. Nhưng mà trong bụng lại không có thức ăn, thế thì nó tiêu hóa cái gì đây? Thế là nó đánh ngược lại cái bao tử của chính các bạn luôn. Mình không phải là bác sĩ cho nên là mình nói nó cũng không kiểu như là được chính xác cho lắm, nhưng mà các bạn có thể hỏi Google. Sẵn đây cũng cảnh báo các bạn luôn là nếu mà có đói bụng thì cứ đi mà ăn, chứ đừng có để bụng đói, không khéo thì lại bị viêm loét bao tử giống mình, xong rồi đi nội soi rất là khủng khiếp. Và cái căn bệnh của mình nó ảnh hưởng như thế nào về cái công việc của mình, cụ thể hơn là làm việc nhóm á, thì các bạn nghe tiếp điều thứ hai nha. Đấy chính là Nấp Team bọn mình làm việc khá là muộn các bạn ơi. Bọn mình sẽ bắt đầu công việc từ 8:30 tối cho đến tầm 12:00 hoặc là 12:30 phía là sẽ xong. Và xoay quanh duy nhất một cái vấn đề đó chính là quay video. Và bọn mình có tổng cộng là 6 người, hồi lúc thì có cả Bí Ngô nữa là 7, cho nên là nó sẽ tốn nhiều thời gian thêm. Cho đến thời điểm hiện tại bây giờ thì là cái lượng công việc của bọn mình nó đã được x2 lên rồi. Như các bạn có thể thấy là mọi người trong Nấp Team bây giờ có làm thêm cả video trên Facebook nữa. Có riêng mình là không làm thôi, tại vì là mình chưa có đủ 18 á các bạn, thành ra là Facebook nó không cho phép mình làm. Và nếu mà nó đã x2 lên rồi á thì là bọn mình quay clip cũng phải gần 1 giờ sáng, có khi là gần 2 giờ luôn mới xong. Đấy, và đó là những cái trường hợp mà bọn mình quay nó không bị lỗi nha các bạn ơi. Nếu như mà nó bị lỗi á thì lại càng tốn thêm thời gian. Cụ thể hơn là đang quay giữa trường đi xong rồi bị crash game, thế là phải quay lại từ đầu. Còn không bị crash game thì cũng bị lỗi về mod. Và nếu như mà không lỗi về game thì cũng bị lỗi về mạng, tức là mạng nó bị yếu, bọn mình không vô game được hoặc thậm
thậm chí là bọn mình còn không vô nói chuyện được với nhau. Xui hơn nữa thì bị mất điện hoặc là bị cái gì đó, nói chung là nhiều lắm, mình không liệt kê hết được, nhưng mà chắc mấy bạn cũng hiểu được là nó khó khăn như thế nào mà, đúng không? Đấy, thành ra đôi khi có những hôm nó đen đến nỗi mà phải gần 4 giờ sáng mới xong luôn các bạn ạ. Và mình làm việc với nó team cho tới bây giờ cũng đã được hơn 6 tháng rồi các bạn ạ. Và cái đặc thù công việc á, đây chính là thức khuya. Và thức khuya nó ảnh hưởng một phần cũng khá là lớn đến với cái bệnh viêm loét bao tử của mình. Và cho đến cái thời điểm hiện tại bây giờ á, thì là nó đang có dấu hiệu tái phát các bạn ơi. Mình cũng đang khá là lo, mình cũng ngại là đi ra ngoài kia khám lắm, tại do là thời điểm bây giờ đang là dịch bệnh đấy các bạn ơi. Và thêm một điều nữa là sắp tới là núp team bọn mình sẽ có thêm một thành viên nữ các bạn ơi, mới luôn đó, sẽ gia nhập núp team của bọn mình. Và mọi người bây giờ còn làm thêm một cái công việc mới nữa, đó chính là làm một cái kênh phụ và đăng video về mini world. Trời ơi, mọi người không hiểu sao, của mình thì sức khỏe của mình nó không cho phép rồi các bạn ạ. Thế là mình khá là buồn, không theo kịp mọi người. Cho nên là mình có tâm sự với anh T, mình nói về sức khỏe của mình như thế này như thế kia. Mình nghỉ một thời gian để mà rèn lại sức khỏe thôi. Đấy, xong rồi mình sẽ làm lại. Nhưng mà cho đến thời điểm bây giờ cũng nghỉ gần cả tháng rồi. Và mình đưa ra một cái quyết định cuối cùng, đó chính là xin rời núp team. Vì là sức khỏe của mình không cho phép mình theo mọi người được. Và nếu như mình cố gắng theo mọi người thêm được mấy tháng nữa đi, thì có thể là mình sẽ vào bệnh viện mất. Thế thì lúc đó mình sẽ hối hận đó các bạn ơi. Và câu trả lời cho lý do tại sao mình lại rời khỏi núp team, nguyên nhân cuối cùng chính là sức khỏe của mình không cho phép các bạn ạ. Và mình mong rằng là các bạn sẽ hiểu cho mình. Và đó cũng chính là tất cả cho cái câu trả lời của mình dành cho cái câu hỏi mà các bạn thắc mắc gần cả tháng nay. Ok. Và nếu như các bạn nào đã xem tới đây rồi thì chắc luôn bây giờ các bạn đang có thêm một câu hỏi khác ở trong đầu nữa, đó chính là mình có còn làm YouTube hay không. Sẵn đây rồi thì mình cũng sẽ trả lời luôn, đó chính là mình vẫn sẽ tiếp tục làm YouTube, mình vẫn sẽ làm video như bình thường nha các bạn ơi. Nhưng có khác một chỗ, đó chính là mình sẽ ra làm riêng một mình chứ không đi theo mọi người trong núp team nữa. Thì nãy giờ mình cũng đã trả lời rồi đó, thì là thời gian này mình sẽ không làm YouTube được, mình sẽ dừng một khoảng thời gian đâu đó tầm gần mấy, nói chung mình cũng chưa biết nữa, thì là mình sẽ, nói chung là mình sẽ dừng một khoảng thời gian và sau này mình sẽ comeback lại với các bạn với một cái hình đại diện mới, chứ không lấy cái hình con nhân vật màu tím này nữa, tại vì là mình sẽ ra làm riêng mà các bạn ơi, cho nên là không để ảnh trong team núp nữa. Đấy, mình sẽ thay cái khác và mình vẫn sẽ là Hyper Gamer của các bạn thôi. Và hy vọng rằng là cái lần comeback sắp tới trong tương lai của mình thì các bạn vẫn còn ở đây với mình, vẫn sẽ ủng hộ mình tiếp tục. Đó thì đó là câu trả lời của mình. Và trước khi mà kết thúc cái video này của mình thì mình cũng muốn gửi một cái lời cảm ơn cho đến tất cả mọi người trong núp team, nhất là anh Tigamin, anh núp, vì đã giúp đỡ mình trong một khoảng thời gian qua, đã giúp đỡ mình có những thứ như bây giờ trong 6 tháng qua, cũng như là Kanger nè, Văn nè, Jeno nè, Bixel nè, có cả Bí Ngô nè, nói chung là tất cả mọi người trong núp team luôn. Đấy, coi như đây cũng là một video nói lời tạm biệt đến với mọi người. Đó. Và bây giờ thì mình nghĩ là chắc cũng sẽ hẹn gặp lại các bạn ở video sau, ở lần comeback trong tương lai thôi. Chúc mấy bạn có một ngày tốt lành nha. Bye bye.